Sáng hôm nay 26 tháng 7, hàng chục nghìn fan BLACKPINK đã nô nức xếp hàng tại sân vận động Mỹ Đình để tiến hành đổi vòng vào cửa, chuẩn bị cho hai đêm nhạc vào cuối tuần này. Không khí chuẩn bị tất bật cho những khâu cuối cùng chào đón BLACKPINK sang biểu diễn cũng dần được ekip Việt Nam và quốc tế hoàn tất. Ghi nhận tại hiện trường, khán giả bắt gặp cả vệ sĩ Quốc Dân Tùng, Yuki hay còn được người hâm mộ tại Việt Nam gọi thân thương là bố Tùng. Có thể thấy Tùng Yuki cũng tham gia trực tiếp vào công tác bảo an trong hai đêm nhạc Bon Ping World Tour. Trong loạt ảnh tại sân vận động Mỹ Đình có thể thấy vệ sĩ Quốc Dân đang khảo sát vị trí biểu diễn, thảo luận với ekip để lên những phương án bảo vệ tối ưu. Sự có mặt của Tùng Yuki cũng khiến khán giả thêm yên tâm về khâu bảo an cho BLACKPINK trong những ngày tại Việt Nam. Từ lâu, Tùng Yuki đã là một cái tên quá quen thuộc với công chúng Việt Nam. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, Tùng Yuki chuyển đến sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm công việc vệ sĩ. Tùng Yuki từng chia sẻ để có tiền trang trải học phí ở trường đại học, nam diễn viên đã tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm cho một công ty bảo vệ. Hiện tại, bố Tùng đang sở hữu một công ty vệ sĩ, quản lý hơn 2.500 nhân viên. Không chỉ làm vệ sĩ cho loạt sao đình đám V-biz như Mỹ Tâm, Đông Nhi, Tùng Yuki còn bảo vệ an toàn cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài như Triệu Vi, Soji Sắc, Kim Nam Jo, Birin, gần nhất là CL, 2NE1, khi có chuyến lưu diễn đến Việt Nam. Tùng Yuki gây ấn tượng bởi vẻ rắn giỏi, tạo nên sự vững vàng.